Mau lên, mau. Nào, mẹ. Xuân Lan, Xuân Lan. Mau, mau để ông nội vào trong phòng nằm. Mau vào đi, mau vào đi. Đặt lên giường bên phải đi. Tôi đi lấy hòm thuốc. Mau lên. Yêu nương mau lên. Đi chữa bệnh đi. Chú ba, con phải làm phiền chú đi một chuyến. Nói với các chủ trại một tiếng, để họ đến chi viện. Được, đi thôi, đi. Hiếu Tính, anh đi nói với các trưởng lão ở nhà họ Giang. Tình hình xảy ra ở đây. Mau đi mau về. Được, mau đi đi. Mọi người đi theo tôi. Mẹ, sao lại nhà chúng ta không đủ ở? Phải cho tất cả mọi người ở trong nhà họ Giang có chỗ ở. Xuân Lan, con đừng lo. Để họ ở nhà chúng tôi đi. Tôi đảm bảo họ sẽ bình an. Thật sao? Cảm ơn các cô, các bác. Gây phiền phức cho mọi người rồi. Không cần khách sáo đâu. Bình thường chúng tôi cũng được nhà họ Giang chăm sóc không ít. Bây giờ là lúc chúng tôi báo đáp. Cô có chuyện gì thì nói với chúng tôi. Được. Vậy thì để họ đi theo cô ấy đi. Xuân Lan. Được. Mọi người đi theo tôi đi. Đi theo cô ấy đi. Đi. Xuân Lan, Xuân Lan. Chị Xuân Lan, chị mau đi nghỉ đi. Những chuyện khác để em lo. Đúng vậy, hôm nay bị quản mấy lần là đang mang thai. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi Xuân Lan. Mau đi đi, không sao. Con đi xem ông nội. Đi, chậm thôi. Chắc là không sao đâu đúng không yêu nương? Vết thương của cha bị viêm rồi. Đang sốt cao. Giờ máy vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đi ra gấp quá. Giờ tôi không có nhiều thuốc như vậy. Cô đừng sốt ruột. Có thuốc gì nói cho tôi nghe. Tôi sẽ đi tìm. Chị dâu, để em đi thì hơn. Tôi nói cho anh phải hái thuốc gì. Được. Đây là ai vậy? Chị Xuân Lan, sao vậy? Mẹ em nói nhà chị có bệnh nhân, bảo em mang chút thuốc qua. Có lẽ sẽ dùng đến. Em không biết phải dùng cái nào, nên mang hết đồ trong nhà qua. Tốt quá yêu nương. Yêu nương, con mau đến đây xem đống thuốc này có dùng được không. Mau, đi mau đi. Được. Số này có dùng được không? Được, đi dùng được hết. Dùng được hết, tốt quá đi. Vậy thì tốt quá. Đúng vậy. Cảm ơn cô nha. Không cần phải cảm ơn đâu. Yêu nương, có cần giúp không? Không cần. Sao lại có hai lọ thuốc vậy? Còn ai bị thương sao? Nói cho Xuân Lan đấy. Cô ấy mang thai 8 tháng rồi, không chịu nổi đâu. Tôi sợ cô ấy không chịu được. Nấu cho cô ấy một tô thuốc để ổn định đứa bé đã. Đúng vậy. Không biết anh cả như thế nào rồi. Xuân Lan, mẹ biết con sốt ruột, nhưng cha con và những người khác đi đi về về cũng cần chút thời gian. Con đợi ở đây cũng không có ích gì đâu. Nghe lời mẹ, vào nhà nghỉ ngơi đi. Mẹ, con nhớ hồi nhỏ, lần nào cha lên núi đi săn, mẹ cũng đưa con và Hà Hà đứng ở cửa nhà đợi cha. Đồ ăn đều ở trong bếp, muốn đợi cha con về để ăn được bữa cơm. Lần nào cha con về, đứng từ xa thấy chúng ta cũng cười, cười đi vào tận trong nhà. Con cũng muốn đợi Hiếu Lễ về ăn cơm. Con cũng muốn để anh ấy nhìn thấy con là cười, cười đến khi vào tới cửa nhà luôn. Mẹ đợi cùng con. Họ về rồi. Ở đó. Họ về rồi. Về rồi. Cuối cùng cũng về rồi. Xuân Lan.
Xuân Lan, Hiếu Lễ, em đợi anh về nhà ăn cơm. Em đợi anh về. Về thấy em là cười, cười bước vào cửa nhà. Hiếu Lễ, em biết anh mệt, đợi lát nữa em thay quần áo cho anh nha. Ngủ một giấc thật ngon. Thiên Cung Hổ, đồ khốn nạn, tao giết mày báo thù cho anh tao. Hiếu Nghĩa, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Cậu phải bình tĩnh. Đại thiếu phu nhân, cô nói xem chuyện này phải làm như thế nào đây. Chúng tôi nghe cô. Xuân Lan, cô quyết định đi. Xuân Lan, các chú, các trại chủ, Dương Xuân Lan tôi muốn thương lượng với mọi người. Mời vào nhà.